Bên Huấn Âu mới đăng đôi vỏ 880C lên thì rất nhiều anh em điện đến hỏi mua, có anh em hỏi mua 10 cặp, mình không nói dối. Nhưng một câu hỏi anh em hay nói gì, mua vỏ thì có tép hay không? Anh em này hỏi mua vỏ là có tép hay không? Hỏi mua vỏ vẫn còn đòi có tép. Anh em thấy có nghe câu chuyện nó có buồn cười không ạ? Bên mình bán vỏ chỉ có vỏ không thôi anh em nhá. Vỏ không, vỏ thì bao gồm những gì? Mình sẽ nói rõ luôn cho anh em mình. Gồm có một cái thùng này, căng cho bát này, và căng tép nữa đây, đủ căng anh em nhá. Đủ căng anh em. Đấy, căng đầy đủ hết cho anh em. Đấy, căng đầy đủ cho anh em mình để nắp vào đây. Các bên này, đủ hết nhá. Chứ anh em này hỏi là mua mua vỏ là có thép hay không thì anh em phải rõ ràng mình muốn mua cái gì chứ này. Được không? Đấy, căng đầy đủ cho anh em như này. Đấy, còn tép thì bán rồi anh em nhé, trong video nói rất rõ ràng, tép bát là bán rồi, và đấy như con này cũng là ruột bán rồi đây. Đó, thì còn cái hậu loa là cũng đủ cho anh em. Và toàn bộ là mình nói thật luôn là mình đang giữ hết ốc cho anh em luôn, ốc này là cố gắng giữ hết cho anh em luôn. Còn nhiều anh em đến xin thì mình cho, anh em đến xin thì mình cho, còn bình thường không ai xin thì mình giữ lại hết toàn bộ cho anh em mình cái chai ốc này luôn. Đó, không có nhá. Đó, cái ốc trong bắt ốc này, ốc xịt của cái vỏ này vẫn để luôn anh em mình, ốc đầu bằng nhá, không phải ốc thạch cao đâu nhá. Đây, trên đỉnh có con ốc này. Đó. Đó. Đằng sau nhá, quay sang tường bắt xem này. Đó. Có một cái tem ở đây là tem trên BMB. Hậu loa co đủ, tem góc đủ, tem đầy đủ và tem đầy đủ. Và cam kết lại một lần nữa cho anh em mình, mới đăng cái mấy tiếng thôi, đó là hàng nhập khẩu Trung Quốc. Do là gì, nhiều anh em có nhu cầu mua tép này, mua phân tần thì còn dư lại vỏ thì mình bán cho anh em mình có nhu cầu mà mua. Có anh em mình mua nguyên thùng cũng vẫn còn, cả bát tép và phân tần nhập khẩu luôn, thùng giấy hai lớp, xốp chặn hai đầu, cam kết hàng nhập khẩu Trung Quốc. Nếu như sai đền một gấp đôi. Đó. Đó. Anh em quan tâm điện thoại cho Huấn Nano nha, 0904 61 23 23 chào anh em.